lại với kênh YouTube của Happy Skin. Mình là Mai Anh và ngày hôm nay kế bên Mai Anh là một host mới. Xin được giới thiệu anh Long Phạm. Xin chào mọi người, mình là Long Phạm, hay gọi ngắn gọn là Long thôi. Trước đây thì Long vẫn làm việc tại Happy Skin nhưng mà không có lên hình, và hôm nay thì với sự xuất hiện lần đầu tiên của mình trên kênh YouTube Happy Skin, rất hy vọng Long sẽ là một làn gió mới bên cạnh những làn gió đã rất là quen thuộc, ví dụ như chị Emmy hoặc là Mai Anh đây trên kênh YouTube Happy Skin. Không biết là hôm nay chủ đề của clip của chúng ta sẽ là gì Mai Anh ha? Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau review 10 loại toner rất là đình đám gần đây dành cho các bạn có làn da dầu mụn đó. Mà em không biết là trước đây anh Long có từng bị mụn chưa nhỉ? Tại vì em nhớ là khi gặp anh là da anh cũng khá là đẹp rồi. Thật ra là không phải lúc nào da anh cũng đẹp đâu. Điển hình như bây giờ thì anh vẫn còn một vài con mụn lấm tấm ở trên trán nè. Nhưng mà nói về một cái đợt bùng phát mụn mà không bao giờ anh nghĩ là mình sẽ dính phải là khoảng vào năm anh 29 tuổi rưỡi. Ở cái thời điểm đó là anh vẫn còn ở trong một cái tâm thái là da mình nó sẽ đẹp trường tồn, đẹp vĩnh viễn, đẹp phồn vinh luôn. Nhưng mà không, ở thời điểm đó thì trán anh bắt đầu bị bùng phát mụn rất là nhiều, và dần dần nó kéo xuống hai bên thái dương. Và anh thực sự không có một chút kinh nghiệm nào để trong việc trị mụn cả. Ở thời điểm đó thì anh đã phải loay hoay rất nhiều trong việc là lựa chọn các sản phẩm cho skincare routine của mình, chăm sóc da tại spa, cũng như là điều chỉnh cái chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt của mình để có thể khôi phục lại làn da được như bây giờ. Và trong cái thời điểm đó thì cũng không thể thiếu đã thử qua rất nhiều loại toner để mình có thể chọn được một sản phẩm phù hợp với lại cái làn da của mình hơn. Thì hy vọng hôm nay mình sẽ có những cái nhận xét thật là hữu ích về các loại toner dành cho da dầu mụn này, để các bạn có thể thêm nhiều lựa chọn hơn và hiểu hơn về các sản phẩm của mình nhé. Và nếu như bạn có quan tâm đến chủ đề này thì hãy cùng anh em mình đi đến cuối video clip nha. Và nhớ là đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Happy Skin, đồng thời tham gia vào group tập làm vlogger, blogger, MC của đại dịch Happy Skin. Mai Anh và anh Long để link ngay bên dưới phần mô tả. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Sản phẩm đầu tiên mà Long và Mai Anh nhắc đến trong clip này đó chính là một sản phẩm vô cùng quốc dân mà chắc là bạn nào yêu thích skincare sẽ đều biết, đó chính là toner hoa cúc của Kiehl's. Đây là một sản phẩm mà Long đã sử dụng khoảng 1 tháng trong giai đoạn mà mình điều trị mụn nặng, rất nặng của mình, và Long cảm thấy rất là hài lòng. Không biết Mai Anh đã từng sử dụng cái sản phẩm này chưa ha? Em đã từng dùng rồi và em cũng rất thích sản phẩm này, đặc biệt là khi nghĩ của bản thành phần thì kiểu rất là ưng vì bạn này không chứa cồn, rất là êm dịu đúng không? Và thứ hai là chứa chiết xuất từ hoa cúc calendula. Mọi người có nhìn thấy trong cái chai có mấy cái hoa rất nhìn vô cùng là lãng mạn đúng không ạ? Rất là lãng mạn. Và cái thứ ba là chiết xuất từ rễ cây ngô bàng và atlantulin, giúp làm dịu và kháng viêm cho làn da của chúng ta. Ngoài ra có một cái thành phần mà những bạn dùng một da dầu mụn rất là yêu thích, chính là hydrolyzed cornstarch, là bột bắp giúp hút dầu thừa trên làn da của mình. Cho nên khi dùng cái da rất là ráo nhưng mà không bị khô một xíu nào hết. Anh nghĩ là chắc là do chính vì có cái chiết xuất bột bắp đó nên là khi mà lên da anh, đặc biệt ở cái thời điểm mà bị mụn lại còn bị dầu nữa, thì sau khi anh apply cho anh vô cùng ráo, và nó có khả năng làm dịu những cái nốt mụn viêm của mình vô cùng tốt luôn. Khi mình vừa apply lên chỉ đợi một xíu thôi là mình đã cảm thấy là nó dịu đi rất là nhiều và hỗ trợ cho những bước treatment phía sau rất là tốt. Tuy nhiên chỉ có một cái điểm e ngại vô cùng nhỏ thôi, đó là giá nó hơi mắc. Nên là sau khi sử dụng một tháng thì da anh nó đi vào cái trạng thái gọi là ổn hơn một xíu thì anh không còn mua lại nữa, tại vì điều kiện kinh tế không cho phép. Em nhớ đâu đó là tầm khoảng 1 triệu đồng cho 250ml, còn hai cái size nữa, nhưng mà cái size trung bình là 1 triệu đó mọi người. Đúng rồi, với khoảng 250ml thì mình dùng đâu đó được khoảng 1 tháng. Và dĩ nhiên nếu mà với mức giá khoảng 1 triệu đó thì nó hơi mắc so với túi tiền của bạn học sinh sinh viên hoặc các bạn mới đi làm đó. Nên là nếu mà để chấm điểm thì anh sẽ cho sản phẩm này 9.5, tại vì mắc quá, mắc trừ nửa điểm. Đúng rồi, trừ nửa điểm vì mắc. Mà anh cũng trừ nửa điểm cho 9.5 nha mọi người, vì rất tốt nhưng mắc quá mắc thôi. Sản phẩm thứ hai, Long xin phép được mệnh danh đây là sản phẩm tinh dầu bù binh. Phải vậy không? Ủa thì đúng mà, cái sản phẩm toner tea tree của The Body Shop nó sẽ là lựa chọn của rất rất nhiều bạn mà có làn da dầu mụn đúng không nào? Xét về thành phần, điều đầu tiên là phải khẳng định là trong sản phẩm này có chứa cồn. Chúng ta chỉ cần mở nắp ra thôi là đã cảm thấy mùi cồn thoang thoảng đâu đó rồi. Đồng thời còn có những thành phần rất là đặc trưng của dòng tea tree này. Đầu tiên không thể không kể đến đó chính là tinh dầu tràm trà tea tree oil, kết hợp với chiết xuất cây phỉ with hazel và chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng, được coi là một hoạt chất tương tự như salicylic acid, giúp kháng viêm và gom mụn tốt hơn. Và đứng thứ ba trong bảng thành phần này là một chiết xuất tương tự như sản phẩm toner hoa cúc của Kiehl's, đó là bột bắp. Tuy nhiên có lẽ là vì đứng thứ ba trong bảng thành phần nên là hàm lượng nó khá nhiều, nên khi sử dụng các bạn nhớ phải lắc lên nha. Tính ra em thấy bảng thành phần hơi khô da nhỉ. Thực ra là khi anh dùng thì anh không cảm thấy khô lắm đâu, và sau khi anh đọc bảng thành phần thì anh thấy nó có antonoin kết hợp với lại glycerin nữa, nên là cái khả năng cấp ẩm của nó cũng rất là ổn rồi. Tính ra là công thức cũng khá công bằng đấy các bạn ạ.
Đúng rồi, tại cái thời điểm đó thì da anh bị mụn và còn bị tiết dầu nữa, nên là anh không quá lo ngại về vấn đề da khô đâu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì đây sẽ không phải là lựa chọn của Long. Lý do là tại vì ở thời điểm này Long đang sử dụng những cái treatment rất là hardcore, ví dụ như là vitamin C nồng độ cao hoặc retinol, thì cái việc mà sản phẩm này có cồn có thể sẽ gây khô da, nên là nó sẽ hoàn toàn không phù hợp ở thời điểm này. Công nhận đối với da em, da kiểu da thường thiên khô á, thì Mai cảm thấy sản phẩm này không phù hợp với mình. Nhưng mà em trai Mai dùng rất là thích vì bạn ấy sở hữu một làn da rất dầu và cũng có mụn nữa. Nhưng mà trong dòng sản phẩm này có một sản phẩm mà Mai vẫn dùng cho tới thời điểm này, chính là cái chấm mụn tea tree. Tuy nhiên có một điểm cộng không thể không nói tới đến sản phẩm này, đó là giá cả vô cùng hợp lý. Một chai 250ml mà giá chỉ đâu đó có khoảng 300 ngàn thôi, nên là vô cùng phù hợp với túi tiền của các bạn học sinh sinh viên đó. Cho nên là nếu như bạn sở hữu một làn da dầu mụn nào mà bạn không có quá nhạy cảm cũng như không dị ứng với cồn hoặc là bất kỳ thành phần nào trong cái sản phẩm này, thì nên thử sử dụng một lần xem sao. Giờ mình cùng chấm điểm đi ha. Nếu là anh sẽ cho sản phẩm này 9 điểm, tại vì nó chỉ có thể sử dụng trong thời điểm anh bị bùng phát mụn mà thôi. Và thực sự thì anh không mong là sẽ gặp lại nó một lần nào nữa trong cuộc đời của anh. Nói chung là đối với em cũng sẽ cho 9 điểm. Lý do là vì bạn này chứa quá nhiều cồn, cho nên là trong cái thời điểm mà mụn bùng phát giống như anh Long thì mình nên dùng. Còn nếu mà sử dụng lâu dài thì vẫn có thể sẽ gây khô da và những cái tình trạng khác xảy ra trên da của mình đấy. Sản phẩm tiếp theo đến từ một thương hiệu dược mỹ phẩm cực kỳ nổi tiếng, chính là Obagine. Trời ơi, nghe tới cái tên là biết sản phẩm vô cùng nổi tiếng, hiệu quả được kiểm chứng mà bị một cái là vô cùng đau ví mà thôi. Bạn này chỉ có cái bản thành phần gọi là đơn giản tới hoàn hảo mọi người ạ. Chứa 2% salicylic acid nằm trong nền cồn, một xíu tinh dầu bạc hà và glycerin để giúp cấp ẩm cho làn da. Anh thấy sản phẩm này thường thường thì nó được so sánh với Paula's Choice 2% BHA á. Bản thân Mai Anh khi sử dụng cả hai sản phẩm này có sự khác nhau quá nhiều không? Đối với em cảm thấy là cực kỳ khác nhau luôn. Một bạn có cồn, bạn không có cồn. Thì khi mà sử dụng cái bạn Paula's Choice, em cảm thấy là nó rất là lâu thấm vào da của mình, thậm chí phải đợi từ 10 tới 20 phút. Nhưng mà bạn này bô phát là thấm luôn và phát huy hiệu quả cũng cao hơn. Dùng khoảng 3-4 ngày là mình đã cảm nhận được cái việc là cái tình trạng lỗ chân lông được cải thiện cũng như là mụn nó kiểu giảm rất là nhiều rồi. Như vậy thì nếu mà là anh thì anh sẽ lựa chọn cái sản phẩm này của Obagine. Lý do là tại vì anh rất lười trong việc phải đợi 10-15 phút. Anh vô cùng lười trong việc chờ đợi luôn, nên là cứ sản phẩm nào apply lên da khô rồi có thể apply cái bước treatment tiếp theo là anh quất thôi. Và có thêm một cái điểm em rất là thích trong sản phẩm này, chính là cái packaging dạng nắp nhấn. Anh nhớ chính vì dạng nắp ấn đó, nó giống cái chai nước tẩy trang của MEA nhà mình á, nên là mình có thể kiểm soát được cái lượng lấy ra mà mình không bị thừa, nên là nó khá là tiết kiệm trong quá trình sử dụng. Chính xác, còn xét về giá thì cũng ngang Paula's Choice thôi, cho nên nếu như bạn đang cần tìm một cái dạng toner với chưa BHA thì hãy cho bạn này một cơ hội nhé. Rồi cùng nhau chấm điểm thôi nè. Nếu là anh sẽ cho sản phẩm này 10 điểm. Lý do là vô cùng dễ hiểu là tại vì cho dù có chứa cồn đi chăng nữa thì sản phẩm này có BHA, là cồn vô cùng cần thiết để có giúp BHA thấm sâu vào da mình hơn. Và sản phẩm cho dù có nói là mắc đi chăng nữa nhưng mà cũng không quá mắc để mình có thể lựa chọn sử dụng đi sử dụng lại đâu. Và đặc biệt là có hiệu quả. Nãy giờ thì 2 trên 3 sản phẩm của chúng ta đều là những sản phẩm mắc tiền rồi, Mai Anh còn một cái tên nào khác ở một cái giá phù hợp hơn không? Em nghĩ là Thayer, cái thương hiệu này thì chắc là nhiều bạn biết lắm á. Đúng rồi. Mà mặc dù là có rất là nhiều phiên bản khác nhau, nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau mổ xẻ phiên bản original, chính là phiên bản truyền thống nha. Và xét về thành phần thì em này thường được claim là không có cồn. Nhưng mà sự thật là chiết xuất từ witch hazel được chưng cất từ cồn, cho nên nó cũng sẽ mang theo đâu đó khoảng 14-15% là cồn trong cái thành phẩm. Bên cạnh đó thì trong cái witch hazel có chứa cái chất gọi là tannin, giúp se các lỗ chân lông, kháng khuẩn cho da và kìm dầu. Cho nên những bạn mà da quá nhạy cảm như da Mai Anh á, dùng lâu dài sẽ cảm thấy là da bị mẫn cảm đi rõ rệt. Nhưng mà bù lại sản phẩm được có thêm nước hoa hồng với lại nha đam giúp cân bằng lại lại cho làn da. Nói về Thayer thì đây chính là sản phẩm mà ở cái thủa 29 tuổi rưỡi khi mà bị bùng phát mụn thì Long đã sử dụng đầu tiên bên cạnh cái dòng sản phẩm tea tree của The Body Shop. Về cơ bản thì cho dù bị mụn thì da Long nó cũng khá là trâu rồi, nên Long cũng thấy ok cho dù trong cái sản phẩm nó có witch hazel được chưng cất từ cồn. Và thậm chí khi mình sử dụng thì mình còn thấy có một cái hiệu ứng nữa là lỗ chân lông của mình nó có vẻ được thu nhỏ lại. Mà giá lại có hạt dẻ đúng không ạ? Chính vì giá hạt dẻ nên là mỗi tối khi mình quá buồn ngủ xong rồi đổ toner ra cái bông á, cho dù có đổ lố quá mình cũng không cảm thấy quá tiếc. Mà nhà sản xuất người ta hiểu ý cho nên người ta mới sản xuất cái dạng xịt ấy. Anh không hề biết là thông tin có cái dạng xịt đó luôn á, tại vì bây giờ anh không sử dụng lại nữa, tại vì mình tự tin một điều là da mình hết mụn rồi. Vậy nên là bây giờ mình chấm điểm nào? Để chấm điểm cho sản phẩm này thì Long nghĩ là Long sẽ chấm 9 trên 10. Lý do là tại vì dù sao cồn nó cũng là dễ là một thành phần gây kích ứng đúng không nào? Và cái thứ hai nữa là da hết mụn rồi đâu có xài nữa đâu, chấm điểm cho cao chị. Mai thì cũng chấm phẩm này là 9 trên 10, tức là những bạn có làn da dầu mụn mà không quá mẫn cảm thì có thể sử dụng được, nhưng da mang quá mẫn cảm cho nên khi dùng trong một khoảng thời gian dài thì mình cảm thấy da mình trở nên kiểu khó chịu hơn. Tiếp theo sẽ là một thương hiệu vô cùng sang xịn mịn và nổi tiếng trong thời gian gần đây. Mai có tin là anh đã từng bỏ ra gần 1 triệu đồng chỉ để mua một chai toner.
tin chứ em biết brand là brand gì luôn á, Comfort Zone đúng không? Đúng rồi, thực ra là ở thời điểm hiện tại thì Gia Long đã ít bụng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên vì nó nổi tiếng quá nên mình vẫn mua về dùng thử xem như thế nào. Và hiệu quả thì nó gần như là ngoài sự mong đợi của mình đúng không nào? Xét về bản thành phần thì ở trong này có một cái thành phần vô cùng đắt giá là glutenol lactone. Đây là AHA thế hệ mới, thừa hưởng mọi ưu điểm vượt trội, đồng thời là ít gây kích ứng rất nhiều. Ngoài ra trong bản thành phần còn có arginine, đây là một acid amin giúp cấp ẩm cực kỳ tốt, kết hợp cùng với một chiết xuất từ quả cây măng cụt giúp chống oxy hóa. Tuy nhiên còn có một cảnh báo, trong bản thành phần này còn có chứa hương liệu nha mọi người. Mai Anh từng mượn ké cái sản phẩm này của anh để sử dụng rồi, em thấy sao nè? Say xỉn miệng mọi người ạ. Mặc dù là Mai rất là nhạy cảm nha, nhưng mà cái da của mình không bị kích ứng với cái mùi hương trong cái sản phẩm này. Đồng thời là khi mà những cái ngày trời nóng gọi là hừng hực của cái tiết trời Sài Gòn này thì Mai cảm thấy là da mình được cân bằng dầu ẩm cực kỳ tốt, cho nên là đáng tiền đó. Và cho nhiêu điểm nè? Em nghĩ em sẽ cho 9.5/10 tại vì giá đắt quá. Cái thứ hai đây là có mùi hương, cho nên là những bạn mà có da nhạy cảm thì vẫn nên cẩn thận. Tiếp theo lại là một sản phẩm quốc dân khác mà bạn nào cũng biết, đặc biệt là các bạn bị da dầu mụn. Sản phẩm mà Long đang nói tới ở đây chính là dòng Effaclar của La Roche-Posay. Nhắc tới dòng này thì có cái bạn toner rất là đình đám cũng của dòng Effaclar luôn. Bạn này thì có một cái bản thành phần rất là chuẩn chỉnh như dòng mụn, thứ nhất là có cồn nè, thứ hai là có LHA và BHA giúp tẩy sạch tế bào chết cho làn da cũng như là giảm mụn. Đồng thời là có thêm tí xíu siêu glycerin để cân bằng ẩm lại cho da của mình đấy. Nhắc tới dòng Effaclar này, thực ra là không chỉ toner đâu, anh đã sử dụng full bộ sản phẩm này trong quá trình trị mụn của mình luôn, từ nước tẩy trang, serum mặt, toner, rồi kể cả cái Duo Plus kem trị mụn của nó nữa. Đúng rồi, serozin luôn. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì anh thỉnh thoảng anh vẫn sử dụng cái toner này thôi. Lý do là dù không có bị mụn nhưng mà anh thấy sản phẩm này kiềm dầu rất là tốt. Trong những ngày nóng thì nó vẫn có khả năng tẩy sạch dầu và tẩy sạch lỗ chân lông cho mình. Còn làn da của em thì là không có sử dụng cái bạn này rồi, mà là bạn trai em dùng sản phẩm này và cả bộ giống anh và cảm thấy rất là thích. Kiểu da được cân bằng tốt cho nên là hạn chế bị tình trạng mụn rất là nhiều luôn. Vậy nên là mình cho điểm đi. À, trước khi mình cho điểm thì cần phải nhắc tới một yếu tố nữa, đó chính là giá thành của sản phẩm này vô cùng hợp lý, nên là 10/10. Em nhớ là đó là khoảng 350 cho 200ml sản phẩm quá ổn đúng không? Rồi. Cho nên là em thì chắc không cho 10/10 đâu, em cho 9.5/10 thôi, vì có chứa tí xíu cồn và tí xíu hương liệu có thể gây kích ứng cho làn da của mình đấy. Sản phẩm tiếp theo đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc chính là Innisfree. Chắc là Mai Anh không biết nhưng mà sản phẩm đầu tiên mà anh dùng đó chính là Innisfree á. Hồi đó thì Long dùng cái dòng sản phẩm trà xanh của Innisfree. Hồi mình không có được rụng đỉnh mặt hầu bao lắm nên là mình dùng hàng Rockstar. Và hiện tại thì mình rụng đỉnh hơn xíu xíu thôi, là mình dùng hàng Senior Rockstar. Senior Rockstar. Ok, anh rụng bây giờ cho sản phẩm nó có gì nhỉ? Cái sản phẩm mà Long đang nói tới chính là cái sản phẩm Innisfree Visa Trouble Toner. Về cơ bản thì bản thành phần này nó giữ nguyên được cái concept của nhà Innisfree và tính chất tự nhiên, ví dụ như là BHA tự nhiên, chiết xuất lá hoa trà hoặc là vitamin E. Tuy nhiên thì trong sản phẩm này cũng có chứa cồn. Thực ra thì đây là một điều khó mà tránh khỏi được của các sản phẩm mỹ phẩm Hàn và Nhật. Vậy thì anh cảm thấy sản phẩm này thật sự nó có kiểu work cho da của mình không? Anh thì mới dùng sản phẩm này được vài lần thôi, tại vì anh được tặng cái travel size á, nhưng mà anh thì không thích sản phẩm này lắm, tại vì nếu mà xét về làn một làn da dầu mụn á thì sản phẩm này không có cái độ hiệu quả thực sự để làm sạch da cũng như kiểm soát hay là làm giảm viêm sưng. Tại vì điều này vô cùng dễ hiểu thôi, tại vì đây là một sản phẩm tự nhiên mà Innisfree thì nó cũng được biết đến với những cái dòng sản phẩm mang tính chất là duy trì nhiều hơn là đặc trị. Đó. Đối với em thì em cảm thấy sản phẩm này cũng khá là bình thường, vì em cũng có từng sử dụng qua cái travel, cái mini size mà anh nói. Thì kiểu nó không có gì quá rõ ràng cho làn da của mình, cho nên nếu bạn có một làn da dầu và ít mụn và cũng không có quá nhạy cảm thì bạn có thể cân nhắc sử dụng. Đúng rồi. Và mức giá khoảng 400.000 cho 250ml, nếu em nhớ thì không lầm thì em thấy thì nó cũng khá là hợp lý đúng không nào? Và trong điểm thì em chỉ cho 7/10 thôi vì hơi bình thường. Đúng rồi, tức lại thì Long cũng cho số điểm là 7/10, tại vì nó không có quá gì vượt trội cả. Nếu bạn không bị bùng phát mụn và đang ở trong một cái giai đoạn gọi là duy trì thôi thì sản phẩm này đủ để các bạn có thể trải nghiệm. Tiếp theo là một sản phẩm vô cùng nổi tiếng trong thời gian gần đây, đặc biệt là serum. Tuy nhiên toner cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực, đối với anh biết là gì nào? Nếu mà nói vậy thì em nghĩ chắc là Skin 1004, cái dòng rau má đúng không? Đúng rồi, nói vậy chắc là cũng dùng rồi đúng không? Nói chung là em thấy em này cực kỳ ổn, từ bản thành phần là mọi người đã bị ấn tượng rồi. Đầu tiên chắc chắn không thể thiếu chính là cái Centella chiết xuất từ rau má giúp làm dịu da. Thứ hai chiết xuất từ glucosinol lactone chính là BHA, một cái thế hệ mới của AHA, không có bị kích ứng nhiều như AHA nhưng mà vẫn mang được những cái hiệu quả vượt trội của AHA. Tiếp theo
ở trước cả niacinamide, adenosine, HA và chiết xuất cam thảo. À và đặc biệt là không chứa cồn. À, nói tới không chứa cồn á thì chắc chắn là một điểm cộng rồi đúng không nào? Thực ra sản phẩm có cồn thì chỉ có những làn da trâu như da anh thì mới không sợ thôi, còn đa phần mọi người cũng khá là e ngại và bản thân Mai Anh cũng vậy đúng không? Chính xác, da em là kiểu da hơi nhạy cảm và kiểu hơi kiểu da thường thiên khô á. Nhưng mà khi dùng bạn em cảm thấy rất là ưng nha. Kiểu da ẩm miệng, không có bị dính dớp và đặc biệt da khỏe hơn sau kiểu nhiều ngày sử dụng. Và về cá nhân anh á thì khi mà anh sử dụng á thì anh nhận thấy là những cái ngày mà anh có một vài nốt mụn như thế này này, anh dùng sản phẩm này rất là thích. Mặc dù không chứa cồn nhưng mà cũng rất là khô ráo ở trên da, đặc biệt là cái việc giảm viêm sưng và gom còi mụn khá là ổn. Xét về giá thì sao nhỉ? Về giá thì anh cũng thấy khá là ổn, đâu đó khoảng 400 ngàn cho một chai sản phẩm này. Vậy nên nếu mà để chấm điểm thì anh sẽ chấm 10 trên 10 cho sản phẩm này. Không có gì phải e ngại cả, từ mức giá cho tới packaging rất đẹp, bản thành phần rất tốt và hiệu quả trên da cực kỳ tuyệt vời. Mà anh cho 10 điểm nha. Tiếp theo giới thiệu đến từ Hàn Quốc là thương hiệu Mamonde. Dạo này thì Mamonde có 5 cái toner khác nhau, đúng rồi, rất là ok cho nên anh em mình mua về dùng thử. Và phát hiện ra là sản phẩm này khá là tốt đấy, thành phần có gì ta? Anh thấy thì bản thành phần của cái toner này khá là dài nhưng mà tự chung lại thì có hai nhóm sau đây. Đầu tiên là cái nhóm dành cho trị mụn và kiềm dầu nhờn, có chiết xuất từ rau diếp cá và bùn non. Đồng thời song song đó thì nó sẽ có một cái sản phẩm giúp làm dịu và cấp ẩm với các chiết xuất từ thiên nhiên, ví dụ như là gạo nè, quả tầm xuân nè và đậu nành nữa. Tuy nhiên có một lưu ý là sản phẩm này có chứa cồn nha. Còn về hiệu quả sử dụng thì em nhớ chị My thích sản phẩm này lắm á. Chị bảo là dùng cái này khá là ráo và êm trên da. Em cũng dùng thử qua rồi và em cảm thấy là đúng là ráo thật và cũng không có làm da quá bị khô đâu. Cho nên là ok so với lại The Body Shop Tea Tree thì bạn này ăn đứt. Đúng rồi, anh nghĩ cái hiệu ứng làm ráo có lẽ là do cồn có ở trong cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì cùng với cái chiết xuất rau diếp cá thì anh cảm thấy khá là cái mùi hương á, nó khá là fresh, relax và sảng khoái khi sử dụng cái sản phẩm này. Và có một đặc điểm anh nhận thấy là ở cái thời điểm này khi mà anh đang sử dụng treatment nhiều hơn, ví dụ như là retinol á, thì cái sản phẩm này khá là lành tính khi kết hợp với các bước treatment phía sau. Nói chung là xét về giá em cảm thấy cái mức giá tầm khoảng hình như là không tới 300 nghìn cho 250ml sản phẩm thì rất là hợp lý, đúng không? Khá là ổn. Cho nên để mà chấm điểm thì chắc 9.5 trên 10 tại vì vẫn có cồn. Về phía anh thì anh cũng nghĩ là 9.5 trên 10 tại vì nếu mà xét về số đông lên chẳng hạn thì không phải ai cũng hợp với cồn. Còn lại thì khá là ổn từ packaging cho tới hiệu quả sử dụng và cả cái việc tác động lên da như thế nào nữa. Sản phẩm cuối cùng trong danh sách top 10 toner dành cho da trị mụn ngày hôm nay chính là sản phẩm lâu đời nhất với hơn 100 năm có mặt trên thị trường, chính là sản phẩm Meisuku. Bạn này thì em nghĩ là rất là nhiều người biết tại vì bạn có một cái packaging kiểu rất là nổi bật màu xanh dương á, rất là đẹp. Và chắc là các bạn da dầu mụn thì có thể bạn đã hoặc là đang sử dụng sản phẩm này rồi. Xét về thành phần thì bạn này có thành phần rất là ngắn nha, nhưng mà kiểu tập trung vào việc điều trị mụn á. Đầu tiên là có cồn nè, thứ hai là có salicylic acid, thứ ba là có một cái chất kháng khuẩn cực mạnh là homosulfamin và cuối cùng là một tí xíu hương liệu. Và anh biết gì không, bộ em sử dụng chắc cũng 5-6 chai rồi. Đúng và rồi, cải thiện rất là rõ rệt nha. Ảnh là một người có làn da bị mụn viêm sưng, sau đó là nó gần như là hết cái tình trạng luôn, nhưng mà phải chú ý một điều là da bạn em rất là khỏe. Có lẽ là da của bạn trai em cũng khỏe tương tự như da anh đó, tại vì khi anh xài ở cái thời điểm bị mụn phát mụn á thì anh thấy nó gom lại khá là tốt. Tuy nhiên á thì anh gặp một cái tình trạng da hơi bị khô. Khi mà nhìn lại bảng thành phần thì anh thấy điều này vô cùng dễ hiểu, tại vì trong bảng thành phần gần như không có một cái thành phần nào chuyên để cho cái việc cấp ẩm và làm dịu da cả. Cho nên là những cái bạn mà có làn da quá nhạy cảm thì mình cũng nên cẩn thận, tại vì cũng có những cái trường hợp đã được ghi nhận rằng là các bạn thậm chí là bị nổi mụn nhiều hơn hoặc là bị kích ứng khi sử dụng sản phẩm này. Cho nên nếu mà chấm điểm á, nếu mà về cá nhân anh thì chắc là đúng rồi, nếu mà về cá nhân anh đó thì anh cảm thấy không có vấn đề gì mà quá e ngại về sản phẩm này, vì đặc thù da anh khá là khỏe, da trâu mà đó. Chỉ có riêng một cái vấn đề nếu mà xét về bệnh viện chung thì anh chấm cái sản phẩm này đó khoảng 8 trên 10, tại vì bản thành phần của nó thực sự là không phải thân thiện với mọi làn da. Chính xác, cho nên là nếu mà có làn da nhạy cảm thì bạn nên cẩn thận nha. Như vậy là màn ra mắt của Long trên kênh YouTube Happy Skin đến đây là hết rồi. Hy vọng với 10 sản phẩm toner dành cho da dầu mụn mà Long và Mai Anh vừa review ở đây sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một sản phẩm toner phù hợp với làn da của mình, đặc biệt là trong thời gian bùng phát mụn. Và nếu như bạn có nhiều sản phẩm khác hay ho hơn thì hãy comment bên dưới cho anh em tụi mình cùng với biết với. Và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Bye bye.